Chào mừng cả nhà đến với buổi live stream ngày số 15 trong chuỗi live stream 28 ngày thực hành lòng biết ơn. Và hôm nay với chủ đề là phép màu cải thiện mối quan hệ. Hằng xin chúc cả nhà một buổi chiều tràn đầy năng lượng, ngập tràn trong ý niệm tình yêu thương và lòng biết ơn. Hôm nay thì Hằng không tuyên truyền về cái tôn giáo hay đạo giáo nào. Hằng chia sẻ những cái kiến thức mà Hằng đã được học từ những người thầy, những cái kiến thức khoa học, những người thầy của Hằng đã ứng dụng rất là thành công, là những người giàu có, khỏe mạnh và hạnh phúc. Ngày hôm qua thì Hằng đã chia sẻ cái ngày số 14 với chủ đề là một ngày nhiệm màu. Thì chúng ta hãy rèn luyện cho mình để chúng ta chuyển hóa những cái cảm xúc vào một buổi sáng khi ngủ dậy. Chúng ta đưa mình vào cái trạng thái cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc để có một ngày mới thành công, thực hiện xuất sắc mọi cái mục tiêu trong ngày của mình. Và chúng ta hạnh phúc bằng cái cách là biết ơn. Chào bạn Nguyễn Hiệu nhé, chào cả nhà. Bằng cách là chúng ta biết ơn tất cả những cái gì mình chạm vào khi mình thức dậy, biết ơn đôi dép, biết ơn sức khỏe của mình. Mình thức dậy, mình còn khỏe mạnh. Đó là một điều vô cùng biết ơn, cái cơ thể của mình luôn khỏe mạnh. Rồi biết ơn khăn mặt, biết ơn nước uống, biết ơn kem đánh răng. Chúng ta chạm vào cái gì chúng ta hãy biết ơn điều đó. Bởi vì tất cả mọi thứ đều mang năng lượng các anh chị. Nên chúng ta hãy rèn luyện cho mình cái thói quen mình biết ơn. Và mình đưa vào cái trạng thái biết ơn ấy, thì khi chúng ta đặt mục tiêu bằng cái cách là chúng ta hình dung tưởng tượng là cái mục tiêu trong ngày. Thì mình hình dung tưởng tượng là cuối ngày mình đã thực hiện xuất sắc những cái mục tiêu đó và mình cảm thấy rất là hạnh phúc và biết ơn. Mình đưa mình vào cái trạng thái là cảm xúc càng mạnh mẽ, càng hạnh phúc, giống như thể mình đã đạt được nó, thì mình càng dễ đạt được những cái mục tiêu của mình. Và rèn luyện mình tập trung vào những cái điều tốt đẹp, tập trung vào những cái thành công. Vì theo quy luật của luật hấp dẫn thì chúng ta tập trung vào cái gì thì cái đó mở rộng. Cho nên chúng ta muốn có cái kết quả như thế nào thì chúng ta cần rèn luyện, có những thói quen mới, có những cái niềm tin mới, những cái tư duy mới, để chúng ta rèn luyện mình học theo người thành công. Nếu hiện tại mà mình chưa thành công ấy, thì chúng ta cần có một cái môi trường chúng ta cùng rèn luyện mỗi ngày để chúng ta học theo những cái tấm bản đồ của những người đã thành công, của những đa triệu phú. Ví dụ như là chúng ta có thể bằng cách là đọc sách của những người đã thành công. Ví dụ như là cuốn sách Bí mật tư duy triệu phú của ông T.H. Ricker, hoặc là cuốn sách Sức mạnh tiềm thức của ông Joseph Murphy. Thì những cái cuốn đó là mình đã được học từ những người thầy, mình học thông qua những cuốn sách, hoặc có thể là tham gia vào những nhóm học tập để chúng ta được những người thầy đã ứng dụng rất là thành công chia sẻ, để chúng ta có những cái niềm tin, những cái tư duy đúng, chúng ta sẽ có được những cái hành động đúng, thì chúng ta có cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc và giàu có. Và chúng ta được định hướng những cái chào chị Nguyễn Vân, chào cả nhà. Mình được định hướng được những cái người thầy rất là thành công, định hướng cho mình những cái xu thế kiếm tiền chẳng hạn, rồi những cái tư duy đúng về sức khỏe, về mối quan hệ, để chúng ta khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn và giàu có hơn. Và hôm nay thì chúng ta đi qua ngày số 15 trong cuốn sách Phép Màu với chủ đề là phép màu cải thiện mối quan hệ các anh chị. À,
Và ở đây tác giả có viết là nếu bạn gặp khó khăn hay đổ vỡ trong tình cảm, bạn thất tình hay có bất cứ mối thù hận hay trách cứ về một người khác, vì bất cứ lý do gì thì bạn vẫn có thể thay đổi điều ấy bằng lòng biết ơn. Lòng biết ơn sẽ cải thiện bất cứ mối quan hệ khó khăn nào, có thể là một mối quan hệ với chồng hoặc vợ, hoặc là anh chị, hay là con trai hay con gái, hay là đối tác, hay là với sếp, hay với khách hàng, đồng nghiệp, bố mẹ chồng hoặc bố mẹ vợ, hoặc là cha mẹ bạn bè hàng xóm của chúng ta. Bởi vì khi chúng ta đổ lỗi cho nhau ấy thì sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề, và cũng không khiến cuộc sống tốt đẹp hơn. Thật ra bạn đổ lỗi càng nhiều thì mối quan hệ càng xấu đi và cuộc sống bạn càng tồi tệ. Cho nên là tại sao mà mình không vui, tại sao mình không hạnh phúc, chính là do mình hay tập trung vào những cái điều mình không mong muốn, những cái điều không tích cực. Chào em Nương, chào cả nhà. Mình tập trung vào những cái điều không tích cực thì vũ trụ đã trao cho mình những cái con người, những cái người thân, những người chồng, người vợ, người bố mẹ chúng ta, để mình được yêu thương, thì mình lại làm ngược lại. Cho nên là mối quan hệ của mình nó mới không hòa hợp, vì mình không trân quý, mình không biết ơn, vì mình không thuận theo những cái quy luật của tự nhiên và theo quy luật của hấp dẫn. Thì mình tập trung vào cái gì thì cái đó mở rộng, mình đã thu hút những cái điều không tốt đến với mình. Nên là thay vì mình cứ đổ lỗi, mình cứ trách móc, thì hãy nhìn vào những cái điều mình hay nhìn vào những cái điều không tốt của người khác ấy. Thì bây giờ mình hãy rèn luyện, mình chuyển sang yêu thương và biết ơn. Mình nhìn vào những cái điều tốt đẹp ở họ, chứ mình đừng bắt chồng mình hay là vợ mình phải hoàn hảo theo ý của mình, vì không có ai là hoàn hảo cả. Mình vẽ ra một cái phiên bản ở bên trong tâm trí của mình, sau đó là mình bắt người kia phải thay đổi theo cái phiên bản đó. Mình bảo rằng là mình yêu thương họ nên mình mới muốn họ thay đổi, nhưng thật ra là mình đang yêu cái phiên bản mà mình tự vẽ ra trong tâm trí của mình, chứ không phải là yêu thương cái người đối phương. Nên là mối quan hệ nó không hòa hợp. Và ở đây tác giả có viết chất chứa cơn giận dữ cũng giống như cầm một viên than hồng lên để ném vào người khác, và chính bạn là người đầu tiên bị bỏng. Tức là khi mình có những cái cảm xúc không vui, không tích cực ấy, thì chính mình là cái người bị ảnh hưởng đầu tiên. Mình làm cho cái cảm xúc của mình nó không tốt, và mình có những cái suy nghĩ không tích cực, thì mình sẽ có những cái hành động không tích cực và có những cái kết quả nó không như ý mình mong muốn. Và không biết người ta có sai hay không, khi mình không vui với người khác ấy, thì đầu tiên là mình không khỏe, mình không có năng lượng làm cái gì cả. Ví dụ như là vợ hay chồng mà làm cái điều gì mà mình không vui ấy, thì mình cũng không có năng lượng để làm cái việc khác. Về tài chính, mối quan hệ đều không tốt, và bên trong mình nó lại có cái cảm xúc không tốt thì nó lại càng thu hút những cái điều không tốt đến với cuộc đời của mình. Khi mà mình biết ơn người khác ấy, mình tha thứ cho người khác là mình đang tha thứ cho chính mình. Vì mình không vui với người khác thì bản thân mình nó sẽ không được tốt và không được khỏe. Khi mình biết ơn và tha thứ cho người khác là mình là người đầu tiên có lợi, các anh chị. Tác giả có viết là những cảm xúc xấu về người khác sẽ thiêu cháy cuộc sống của bạn, nhưng lòng biết ơn có thể loại bỏ chúng. Thầy của Hằng hay chia sẻ rằng là khi chúng ta có những cảm xúc mà nó không tích cực ấy, thì
cái oxy mà chúng ta hít vào ấy, nó sẽ chuyển hóa thành oxy hoạt tính. Nó gây, khi chúng ta hít vào nó len lỏi đến từng tế bào ấy, thì nó là một cái chất cực độc phá hủy từng tế bào trong cơ thể của chúng ta. Cho nên là mình là cái người bị ảnh hưởng đầu tiên đến sức khỏe của mình. Và giống như cái câu là mình uống thuốc sâu nhưng mà mong người khác chết ấy. Nên là khi mình suy nghĩ không tích cực về người khác thì mình chỉ thu hút những cái điều không tốt đẹp đến với mình. Còn họ có suy nghĩ không tích cực thì họ sẽ thu hút những cái điều không tốt đến với họ. Thành ra là cho dù ai có nói gì mình như thế nào thì mình cũng cười và nghĩ về những cái điều tốt đẹp và biết ơn. Hằng cũng đang trên cái hành trình rèn luyện cái điều đó. Thì bản thân Hằng cũng thấy khi mình tập trung vào những cái điều tích cực, tập trung vào những cái điều biết ơn trong những cái tình huống, bởi vì vấn đề lúc nào cũng có mà. Nên là khi ta bé thì vấn đề bé, khi ta lớn thì vấn đề lớn. Nên mình tập trung vào trong bất cứ một vấn đề nào nó cũng đều có những cái điều tích cực ở đó. Có điều là mình có biết nhìn ra nó không hay không thôi. Cho nên là mình nên tỉnh táo khi ai đó có suy nghĩ hay là nói không tích cực ấy, thì nghĩa là mình cũng không phải giống họ. Cho nên là mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ của mình nó mới ảnh hưởng đến cuộc đời của mình. Cho nên là ai nói gì ấy, thì mình hãy rèn luyện cái tập trung vào tình yêu thương và lòng biết ơn. Vì mình cho đi cái cảm xúc gì thì mình sẽ thu hút về cái cảm xúc đó. Mình có quyền lựa chọn. Mình cho đi cái cảm xúc tích cực thì mình sẽ thu hút những cái điều tốt đẹp. Khi người nào mà nghĩ thì người đó nhận. Mình chuyển hóa cuộc đời của mình, chứ không ai có thể chuyển hóa cuộc đời của mình được. Cho nên là mình chuyển hóa được nhân quả. Cái nhân nó tới thì cộng với một cái yếu tố khác thì nó sẽ có cái quả nó khác. Ví dụ như là cái nhân nó đến mà cộng với chúng ta biết chuyển hóa được cái cảm xúc của mình ấy, chuyển hóa những cái suy nghĩ của mình, thì cái kết quả nó sẽ tốt hơn, tích cực hơn. Và hôm nay chúng ta thực hành về ở đây tác giả có viết là chúng ta thực hành về cái phép màu cải thiện mối quan hệ. Thì ở đây tác giả có viết là ví dụ nếu bạn vẫn còn mối quan hệ với vợ chồng cũ thông qua con cái và mối quan hệ ấy không tốt, thì hãy nhìn vào khuôn mặt của các con. Bạn sẽ nhận ra chúng vốn không thể được sinh ra nếu như không có vợ hoặc chồng cũ ấy. Sự sống của con là một trong những món quà quý nhất bạn nhận được. Hãy nhìn chúng và mỗi ngày hãy cảm ơn người kia đã cho chúng sự sống. Không những thế, nếu có thể khiến mối quan hệ trở nên hòa hợp hơn, bạn sẽ dạy cho con bài học quan trọng nhất trong cuộc sống về lòng biết ơn. Cho nên là nếu mà có anh chị nào mà không may hai vợ chồng không còn ở với nhau ấy, thì chúng ta thường là chúng ta rất là hận nhau, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta mong muốn chuyển hóa được những cái cảm xúc đó, thì chúng ta hãy nghĩ về những cái khoảnh khắc mà chúng ta rất là hạnh phúc. Rồi chúng ta hãy nhìn vào những đứa con để chúng ta chuyển hóa cái cảm xúc của mình. Bởi vì chúng ta tập trung vào cái gì thì cái đó mở rộng. Cho nên chúng ta hãy tập trung vào những điều tích cực thì mọi cái điều tốt đẹp nó thu hút đến với mình. Nên là với vợ, với chồng hay là những cái mối quan hệ khác xung quanh mình ấy, nó không tốt. Thay vì mình cứ trong lòng mình không vui thì hãy biết ơn. Hãy nghĩ về những cái điều tốt đẹp mà họ đã làm cho mình. Hay là những cái khoảnh khắc mà hạnh phúc để mình biết ơn, thì nó sẽ chuyển hóa cảm xúc một cách dễ dàng hơn. Để mình nuôi dưỡng những cái điều tốt đẹp thì để cho lòng mình nó nhẹ nhàng hơn.
chẳng lẽ lại mình cứ đi cõng những cái điều không tốt đẹp thì chúng ta cũng không ngủ được, và nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Nên là mỗi ngày chúng ta mà cứ cõng thêm một ít cảm xúc không tích cực ấy thì nó không tốt cho mình. Nên chúng ta hãy học cách buông. Buông ở đây là buông một cách yêu thương để thu hút những cái điều tốt đẹp, chứ không phải là buông theo cái kiểu sân. Khi mình nghĩ về họ ấy, mà mình không vui và thấy cái mặt của họ là mình ghét ấy. Em chào chị Ngân Dương, xin chào cả nhà. Cho nên là tất cả mọi thứ, đây là những cái kiến thức khoa học ấy, tất cả mọi thứ nó đến là do mình đã thu hút nó đến, do mình đã hành xử như thế nào đó, hoặc là do trong cái ký ức quá khứ của mình đã nhìn thấy những cái hình ảnh đó, mình đã gieo vào trong cái tiềm thức của mình, cho nên là mình mới thu hút những cái điều đấy đến các anh chị. Và tác giả có nói, nếu mối quan hệ chưa bao giờ tốt đẹp thì hãy nghĩ kỹ về bất cứ phẩm chất tốt đẹp nào của người kia, bởi vì họ luôn có cái gì đó tốt đẹp. Phương pháp nhiệm màu này không tập trung vào ai đúng ai sai, mà điều kỳ diệu là bạn có thể tự mình cải thiện mối quan hệ mà mình không phụ thuộc vào người kia. Tức là mình có thể một mình, chỉ cần một mình cải thiện cái mối quan hệ với người kia, chứ không cần phải hai người các anh chị. Điều này đã được chứng minh. Và có nhiều người bảo rằng là khi vợ chồng mình không hòa hợp ấy thì cả hai người phải thay đổi. Thế nhưng mà khi chính chúng ta là người nhận ra, chúng ta thay đổi trước, thì ví dụ như là hai vợ chồng đang tranh luận một cái vấn đề gì đó thì chúng ta không nói nữa, thì chồng mình tranh luận với ai, đúng không ạ? Hay là khi bão đến thì chúng ta phải chui vào nhà mà tránh bão chứ, chẳng lẽ lại đương giơ đầu ra cho bão à, đúng không ạ? Cho nên là tất cả mọi thứ nó đều tuân theo cái quy luật của vũ trụ. Nên là chúng ta học để làm chủ cái cảm xúc của mình, làm chủ cái suy nghĩ của mình, cài đặt lại những cái niềm tin, những cái tư duy để chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nên là có câu đời thay đổi khi ta thay đổi. Ví dụ như là chúng ta nói chuyện với con chẳng hạn, khi mình nói chuyện to với con thì nó cũng nói to. Ví dụ mình quát nó cái gì đó mà mình quát không đúng thì nó cũng quát lại rất là to. Thế nhưng nếu mình nói nhẹ nhàng thì nó cũng nói nhẹ nhàng. Cho nên là tất cả nó đến từ mình các anh chị. Và từ khi biết đến những cái kiến thức này ấy, thì Hằng cũng đã luôn rèn luyện để mình có nhiều điều tốt đẹp hơn. Thì Hằng cũng đã có những kết quả rất là tuyệt vời. Hằng kết nối tốt với con, Hằng yêu thương bố mẹ mình nhiều hơn. Mình cảm nhận được cái tình yêu thương những người thân của mình. Hay là Hằng thấy nó rất là hay mà cũng có Hằng nghĩ rằng cũng nhiều người mẹ cũng giống như Hằng, cũng nghĩ rằng là con đến lứa tuổi là con bướng bỉnh ấy. Nhưng mà thực ra chẳng qua là do mình hết, do bố do mẹ hết. Mình không hiểu con, mình không đặt mình vào cái vị trí của con ấy. Cho nên là Hằng nhận được rất là nhiều giá trị. Hằng muốn mong muốn được chia sẻ. Biết đâu có anh chị nào đó mà chạm đến thì chắc chắn là các con sẽ được yêu thương, sẽ được yêu thương đủ đầy các anh chị. Chào em Phương Phương, xin chào cả nhà. Và có một điều mà nhiều các bà mẹ khi ví dụ như là không vui với chồng ấy, thì chúng ta lại hay tiêm vào đầu con của mình những cái điều không tích cực về người cha của chúng, rằng bố của con thế này, bố của con thế kia. Điều đó nó vô tình mình lại gieo vào trong tiềm thức của con những cái điều không tích cực, và nó ám thị vào con của mình. Và nó vô tình mình lại dạy cho con của mình không có lòng biết ơn. Và chúng ta gieo trồng những cái hạt giống không tích cực vào cái khu vườn tiềm thức của con.
những cái hạt giống không tích cực. Vì khi biết đến tiềm thức ấy, thì các anh chị biết rằng là trong khu vườn tiềm thức của mình ấy, thì nó chiếm đến 90% năng lượng thông tin hàng ngày của chúng ta. Những cái thông tin mà từ khi mình còn trong bào thai cho đến thời điểm hiện tại, mà mình gieo những cái gì vào trong cái khu vườn tiềm thức của mình, những cái điều tích cực, những cái gì mình nhìn thấy, mình nghe thấy, thì nó đều ảnh hưởng đến cái suy nghĩ, đến cái niềm tin của chúng ta. Trong cái khu vườn tiềm thức của mình ấy, thì nó có những cái hạt giống vui buồn, hạt giống hạnh phúc, hạt giống không hạnh phúc, hạt giống yêu thương, biết ơn, rồi cả những cái hạt giống nó không tích cực nữa, ganh ghét, đố kỵ. Thì khi chúng ta nuôi dưỡng cái hạt giống nào thì hạt giống đó nó lớn. Và trước đây thì Hằng cũng không biết được, đến chưa biết đến cái kiến thức này, là có những hôm mà mình không vui với chồng ấy, thì mình nghĩ rằng là mình chia sẻ với con để cho nó nguôi đi cái sự không vui của mình ấy. Nhưng từ khi biết đến những cái kiến thức này, Hằng mới thấy rằng là nó rất là đúng anh chị. Mình nói những cái điều không tích cực về bố cho các con, thì là các con lại xây thêm cái hình ảnh của người bố không tốt. Và cái điều đó thì mình cũng chẳng được cái gì, mà thậm chí là nó còn ảnh hưởng đến cả sau này cho các con. Vì mình đã nuôi dưỡng, mình đã gieo vào trong cái tiềm thức của con những cái điều không tích cực. Và khi Hằng biết đến những cái kiến thức khoa học này ấy, thì Hằng bắt đầu học tập và sửa mình. Bởi vì không phải cái điều này đang còn rất là ít người biết các anh chị. Cho nên là chúng ta khi biết đến rồi thì chúng ta hãy ứng dụng, để chúng ta tập trung vào những cái điều tốt đẹp, những cái điều tích cực, để chúng ta thu hút những cái may mắn đến với mình. Vì cái gì nó có bên trong thì nó mới có bên ngoài. Hoặc là khi con của mình nhìn thấy bố mẹ mà hay cãi nhau ấy, hay là hay đánh nhau ấy, thì những cái điều đó nó cũng không tốt cho con các anh chị. Con ấy là tấm gương phản chiếu chính mình. Ví dụ như là các anh chị cứ để ý mà xem, nhà nào mà có hai bé thì thường tính cách của con thì chắc chắn là không giống mẹ thì giống bố rồi, hoặc là ở với ai thì giống người đó, từ những câu nói, từ những cử chỉ, những hành động. Cho nên là có những cái mà mình cũng vô tình, mình cũng không nghĩ là, mình cũng không muốn con học, nhưng mà mình lại tự dạy cho con. Cái vô thức của con, nó, cái tiềm thức của con nó tự học. Ví dụ như chúng ta đi siêu thị, một người bạn gọi điện cho mình, hỏi rằng bạn ở đâu, thì mình có một lý do nào đó mà mình lại không nói thật, thì mình lại nói là mình đang đi làm chẳng hạn. Thì đấy chính là mình không nghĩ gì, nhưng nó lại là vô tình dạy cho con cái cách là nói dối. Cho nên là ví dụ như hai anh em, mà cái đứa anh ấy mà hay bị bố đánh chẳng hạn, hay bị mẹ chửi chẳng hạn, thì nó hành xử với cái đứa em của nó y hệt như vậy. Hằng đã nhìn thấy rất là nhiều, nó rất là đáng thương các anh chị. Anh chị cứ để ý mà xem, bởi vì nó mô phỏng lại và nó bắt nạt những cái người yếu thế hơn nó. Cho nên mình hãy là những người cha, người mẹ thông thái, để chúng ta là tấm gương cho con, để cho con học theo mình. Thì mình muốn mọi người xung quanh mình như nào thì mình phải rèn luyện mình là người như vậy trước. Nên mình muốn con mình như nào hay vợ chồng của mình như nào thì mình phải là người thay đổi trước. Cho nên mới có câu là đời thay đổi khi ta thay đổi các chị. Mình thay đổi trước thì mọi thứ xung quanh mình mới thay đổi được. Nên là những người thân của mình ấy, là vũ trụ đã đưa đến để cho mình yêu thương và biết ơn. Khi mình cho đi cái sự yêu thương và biết ơn thì mình sẽ thu hút những cái điều tốt đẹp đến với mình. Nhưng mình lại không biết cách sử dụng, chúng ta toàn làm ngược, cho nên là chúng ta mới có những cái mối quan hệ chưa hòa hợp.
cho nên là ai cũng có trách nhiệm, và mình cần phải có trách nhiệm yêu thương biết ơn. Và ở đây tác giả có nói là hãy liệt kê ít nhất 10 điều biết ơn, tập trung vào những cái điều tốt đẹp, rèn luyện chính mình để mình dạy cho con những cái bài học về lòng biết ơn, có những cái suy nghĩ tốt, những cái cảm xúc tốt, thì để cho con nó có một cái hành trang cho cuộc đời của con, để trở thành những cái con người được yêu thương, sống tích cực. Và cái sự biết ơn ấy, thì có thể khiến những cái nỗi đau tinh thần nó nguôi ngoai và biến thành hạnh phúc một cách kỳ diệu, các anh chị. Còn nếu mình cứ đổ lỗi là tại người kia sai mà mình đúng, thì mình sẽ không thay đổi, và mình vẫn cứ suy nghĩ cũ, vẫn cứ lời nói cũ, vẫn cứ niềm tin cũ, rồi hành động cũ, thì những cái điều nó đến với mình ấy, nó cứ lặp đi lặp lại và nó vẫn tạo ra cái kết quả như cũ, và mình không thay đổi mà mình lại gặp tiếp những cái điều mà mình không mong muốn, các anh chị. Cho nên là đến khi mình phải tốt nghiệp từng cái bài học thì mình mới nhận ra rằng là mình phải thay đổi thì cuộc đời mới thay đổi. Nên mình hãy chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Mình hãy quay về bên trong mình, thay đổi những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ của mình. Ví dụ như là một chiếc thuyền đi ra biển ấy, mà bị nước nó vào, thế thì nó là tại thuyền hay là tại nước, hay là chúng ta ngồi trong một chiếc ô tô chẳng hạn mà đi trời mưa nó bắn bẩn, thì chúng ta nhìn ra ngoài mà cái cửa kính nó chưa được sạch ấy, thì mình nhìn tất cả mọi thứ nó đều không sạch sẽ. Nếu như mình lau đi thì mọi thứ nó mới nhìn một cách sạch sẽ và nó là thật. Cho nên là tất cả mọi thứ, vì chúng ta sống trong cái vũ trụ này thì chúng ta là con của vũ trụ, và chúng ta hãy thuận theo những cái quy luật của vũ trụ. Chúng ta hãy quay về bên trong chính mình. Mình hãy sửa lại những cái niềm tin, những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc của mình, thì chúng ta mới khi chúng ta tích cực, mọi cái đều theo hướng tích cực, thì chúng ta mới thu hút những cái điều tốt đẹp đến với mình. Và ở đây tác giả có viết: luôn có điều đáng quý, kể cả trong mối quan hệ khó khăn nhất. Và để khiến cho tất cả các mối quan hệ trở nên tốt đẹp, bạn cần phải tìm ra điều đáng quý ấy. Khi bạn tìm hiểu và khám phá ra một thỏi vàng biết ơn, hãy viết nó ra, nói đến tên của người ấy và thể hiện lòng biết ơn trong câu ấy. Theo cú pháp là: tên người kia, tôi biết ơn vì điều gì? Và tác giả có viết ví dụ như thế này: Paul, em biết ơn anh vì đã sinh ra các con. Em không thể nhận được niềm vui từ chúng mỗi ngày nếu không có anh. Paul, em biết ơn vì khoảng thời gian hạnh phúc khi được nhìn các con lớn lên. Em có thể nhìn chúng tập nói, tập đi, và em biết anh không có cơ hội trải nghiệm những chuyện ấy. Câu thứ ba là: Paul, em biết ơn anh vì những khoảng thời gian tuyệt vời ta có với nhau. Chúng ta đã rất nhiều quãng thời gian như thế. Và ngày hôm nay thì chúng ta thực hiện chuỗi 28 ngày lòng biết ơn. Ngày 15 là phép màu cải thiện mối quan hệ. Một là chúng ta cảm thấy mình thật hạnh phúc, viết ra danh sách 10 điều hạnh phúc, viết ra lý do tại sao bạn cảm thấy biết ơn, đọc lại danh sách và mỗi điều hạnh phúc hãy nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, và cảm thấy biết ơn đối với điều đó. Thứ hai là
chọn một mối quan hệ khó khăn hay đổ vỡ mà bạn muốn cải thiện. Thứ ba là hãy ngồi xuống và liệt kê danh sách 10 điều bạn cảm thấy biết ơn về người đó. Hãy viết theo cấu trúc tên người kia cộng với tôi biết ơn vì điều gì. Thứ tư là trước khi đi ngủ hãy cầm hòn đá nhiệm màu trong tay và nói từ nhiệm màu cảm ơn vì điều tốt đẹp nhất đã xảy ra trong ngày hôm đó. Về hòn đá nhiệm màu thì Hằng cũng đã chia sẻ ở ngày số 2. Các anh chị có thể xem lại livestream ngày số 2. Chúng ta có thể đi tìm ở ngoài bờ sông hay là ở trong vườn một cái hòn đá nhỏ xinh cầm vừa trong lòng bàn tay, trơn láng, để chúng ta mỗi buổi tối trước khi đi ngủ chúng ta thực hành lòng biết ơn, là chúng ta tập trung vào những cái thành công trong ngày. Có thể có các anh chị nói rằng là tôi chả có thành công gì cả, nhưng mà chúng ta hãy tập trung từ những thành công nhỏ, ví dụ như chúng ta tập thể dục 30 phút hay là cả nhà vui vẻ rồi mình khỏe mạnh, rồi sáng chúng ta dậy đọc sách hay là học phát triển bản thân, thì đó cũng là những cái thành công các anh chị. Cho nên là chúng ta hãy tập trung vào thành công, tập trung vào những cái điều tích cực, để chúng ta theo luật hấp dẫn thì chúng ta sẽ thu hút những cái điều tốt đẹp đến với mình. Và buổi chia sẻ hôm nay thì Hằng cũng xin kết thúc tại đây. Các anh chị thấy ý nghĩa thì có thể giúp Hằng chia sẻ cho nhiều người biết đến, để chúng ta cùng học tập và ứng dụng. Còn nếu anh chị mà có mong muốn mình được, nếu mà chưa có nhóm học tập thì có thể nhắn tin cho Hằng hoặc là nhấn vào link tham gia nhóm học tập để chúng ta cùng học tập phát triển mỗi ngày. Vì đây là những cái kiến thức khoa học mà những người thành công người ta đã rút kinh nghiệm và người ta viết thành những cái cuốn sách, và được những cái người thầy đã ứng dụng rất là thành công những cái kiến thức này, là những người rất là giàu có, hạnh phúc và khỏe mạnh. Những người thầy đó đã ứng dụng để chia sẻ trực tiếp cho chúng ta, chúng ta để học tập, để chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn, thì các anh chị có thể tham gia. Và Hằng xin chúc cả nhà sức khỏe, hạnh phúc và mọi phước lành đến với chúng ta. Xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Xin chào cả nhà.